Tự nhiên. Anh ơi, má ơi, vàng con để trên phòng mất hết rồi. Cái gì? Con có coi kỹ lại chưa? Sao mà mất được? Con coi kỹ lắm rồi. Con để trong tủ đó mà bây giờ con tìm không thấy nữa. Em nhớ là coi sáng giờ em có cho ai vô phòng không? Em không có cho ai vô trong phòng hết. Mà sáng giờ hai vợ chồng mình tiếp khách ở dưới này, rồi ai lẻn vô sao em biết được? Rồi mất hết luôn hả? Sáng giờ mọi người vẫn ở đây mà. Ê, nhớ rồi. Hồi sáng thấy ông này lẻn vô phòng mày nè. Cái gì vậy bà nội? Vô làm gì? Sáng nay anh có hỏi em đi toilet ở đâu, em có chỉ anh á. Anh có vô trong phòng em luôn rồi. Dạ kính thưa không à. Nhưng mà lần nữa trân trọng kính thưa là cái toilet nằm dưới này, còn phòng của anh chị tôi nhớ không là nằm trên kia. Lên cho anh làm gì? Con ơi, con có lỡ lấy á thì con trả lại cho vợ chồng nó đi. Dòng vàng này cái gì để dành lâu lắm rồi, để cho con của dì nó làm ăn mà. Dì hứa đó, dì không có làm lớn chuyện đâu tính. Dạ dì ơi, con nói là con không lấy. Con hình 100% là không lấy, không nè. Không tin xét người con đi. Trời ơi, xác giờ cũng tiêu tán xíu trơn rồi, còn đâu nữa mà thấy. Tính nó bạn thân con mà, con hiểu nó không làm mấy chuyện này đâu. Trời ơi, biết đâu được trời. Nhiều khi ông làm shipper tháng nào cũng túng quá, rồi ông làm liều sao? Thì mặt cũng gian xảo lắm. Nè, chị đừng ngâm máu phun người nha. Tôi nói cho chị biết, tôi sống ngay thẳng lắm. Cho dù nghèo cặp đất, ăn tôi cũng ăn đất nữa, chứ tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Hên xui à. Nè, chị vừa bãi thôi nha. Thôi, được rồi. Tôi bảo đảm là thằng Tính nó không lấy đâu. Bây giờ những đại liên quan tới tiền bạc rất nhạy cảm. Tôi nghĩ là mời công an vào cuộc điều tra. Khi mà có công an điều tra, mọi sự sẽ rõ ràng. Ok chưa? Tôi tin công an Việt Nam mình làm việc rất tốt. Đúng rồi đó. Đi lên công an đi. Lên phường. Ây da, cái con ơi, đơn hàng lẹ lên con. Chị. Tính. Dì năn nỉ con, dì lại không à. Con làm ơn á, con trả vàng lại cho hai vợ chồng Tú đi. Gia đình dì khổ lắm con ơi, dì lại con đó. Trời ơi, con nói cho dì nghe nè. Công an người ta chưa có kết quả vậy chứ, mà cứ lại kiếm con hoài, con có lấy đâu mà con trả. Anh Tính ơi, em năn nỉ anh á, anh trả vàng lại cho hai vợ chồng em đi. Em hứa với anh là em sẽ không đi nói với ai về cái chuyện này đâu, danh dự của anh sẽ không bị mất đâu mà. Tôi nhắc lại một lần nữa, lần thứ anh nờ với cô là tôi không có lấy. 100% là tôi không lấy. Bây giờ sao? Hai mẹ con tao năn nỉ mày hết lời rồi mà mày vẫn chối hoài vậy phải không? Thư, con lục cái thùng hàng đó cho mẹ. Đúng rồi đó mẹ, giấu đâu chỉ có thể nào giấu ở trong cái thùng hàng. Trả lại cho tao đi. Rồi lục đã chưa? Buông ra đây, buông ra. Có cái gì đâu mà lấy. Tiền đâu mà lục? Sáng ngày đi ship chưa được một đơn hàng nữa. Một lần nữa con nhắc lại cho dì và em nghe, là đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng. Người ta không hề kết luận là con lấy hay là bất kỳ ai lấy hết nha. Nên đừng đến đây khẳng định là con lấy, rồi sau đó cứ đổ lỗi cho con nha. Nè, công an chưa điều tra ra là do anh lươn lẹo. Tôi dám khẳng định luôn á là anh lấy. Bình cùng xin đạo thật mà. Nè nói đàng hoàng nha, tôi không có làm ba cái chiêu trò đó. Thiếu tiền đi chăng nữa. Sao rồi, trả chưa vậy chưa? Chưa. Sao mày lì dữ vậy mày? Sao giờ vẫn còn chối là sao? Nè, bây giờ tôi nói cô là người vô phòng của bé Thư lấy đó. Cô nhận không? Ủa, tự nhiên tao không vô vòng, sao tao nhận được? Với lại là trong nguyên cái đám cưới là tao ngồi ngay cái bàn, tao có đi đâu đâu. Cô ngồi ngay cái bàn, cô không bước ra khỏi bàn. Cô dám khẳng định không? Khẳng định, chắc 100%. Chắc 100%, vậy tôi hỏi cô, làm sao cô thấy tôi vô phòng được? Hả? Cô ngồi tại chỗ mà, cái bàn tiệc với cái phòng cách nhau 1 phút. Mày có vô mà, mày vô bê đồ ăn ra giùm tao đó. Đúng rồi, có vô bê đồ ăn rồi thấy mày lẻn trong phòng. Vậy đó ha. Bây giờ tôi nói lại một lần nữa nè. Bây giờ yêu cầu mọi người chờ kết quả từ cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền ha. Còn bây giờ thì tôi không liên quan gì hết. Cay ngay không sợ chết đứng. Né ra tôi đi xếp hàng. Đừng có nói nhiều nữa. Mệt quá trời mệt đi. Nói vậy là đi hả? Bye bye à. Ê, em thấy đồ ăn cắp. Ê, đi heo đi. À, không sao đâu. Tao đoán cái mớ vàng đó là vàng giả thôi. Thì có lần tao nghe phong phanh mẹ tao nói với mấy bà gì vậy đó. Thì bữa giờ bà làm ầm ĩ lên cho sinh động vậy thôi mà. Kiểu như lấy vàng giả tặng cho con dâu, cho có mặt mũi với bà con hàng xóm vậy thôi. Ê, ông Tú nói vậy là sao mày? Có khi nào á bà má chồng mày á bà gạt mày không? Chắc phải đem đống vàng đi kiểm tra thử. Ừ, đi kiểm tra thử đi. Trời, nếu mà lấy vàng giả thì coi như không mà tóm mày ăn trộm thành con cóc rồi.
lại coi. Đưa cái vợ đây cho tao. Cô vợ của con mà má làm gì vậy? Anh làm gì vậy vợ của em hả? Mày buông tay ra. Của mày cái gì? Đồ mỗi án ở trong không à? Con cãi nữa hả? Cái này là sao? Vàng cưới sao nằm trong vỏ của cô? Hả? Thì chắc là em gom nhầm. Gom nhầm hả? Hai đứa tụi bay á, thông đồng với nhau ăn cắp ăn trộm rồi còn vu oan giá họa cho người ta nữa. Còn nói nhầm nữa hả? Sao? Mấy người còn gì để nói nữa không? Hôm bữa lúc mà mấy người đòi tôi trả vàng á, bà Thi có sớ rớ lỡ nói một điều làm tôi nghi ngờ. Bây giờ tôi nói cô là người vô phòng của bé Thư lấy đó. Cô nhận không? Ủa tự nhiên tao không vô phòng sao tao nhận được? Với lại là trong nguyên cái đám cưới là tao ngồi ngay cái bàn, tao có đi đâu đâu. Cô ngồi ngay cái bàn, cô không bước ra khỏi bàn. Cô dám khẳng định không? Khẳng định chắc 100%. Chắc 100%. Vậy tôi hỏi cô, làm sao cô thấy tôi vô phòng được? Hả? Cô ngồi tại chỗ mà. Cái bàn tiệc với cái phòng cách nhau 1 phút. Rõ ràng là dấu đầu lừa đuôi mà. Cho nên á, là tôi mới nói chuyện với thằng Tú, kể ra cái chuyện đây là vàng giả để cho mấy người bị động ổ, sau đó đi check thử. Kết quả thì trái nhà lội mặt chuột. Cô sao vậy? Sao chưa gì hết mà cô dở mấy cái trò này rồi? Không phải là vì mẹ anh hả? Em biết thế nào á, cưới em về mẹ anh cũng đòi vàng cưới cho mà xem. Mà em thì không muốn đưa cho mẹ. Mà bây giờ không muốn đưa cho mẹ thì thế nào em về em làm dâu mẹ cũng hành học khó khăn với em. Thì em mới phải nghĩ ra cách như vậy chứ đâu phải là em muốn đâu. Cái chuyện như vậy mà mày cũng nghĩ ra được nữa hả? Cái đồ mất dạy mà. Tao á, chọn nhầm con dâu rồi. Tính, dì xin lỗi con nha. Tại hôm bữa dì nóng ruột, tụi nó mất vàng, cho nên dì mới nói bậy như vậy. Con bỏ qua cho dì nghe con. Tú, cái chuyện mà tao bị vu oan cắp vàng gì đó giờ sáng tỏ rồi. Tao vô tội nha. Còn chuyện gia đình mày á, tao xin phép không can thiệp. Tôi sẽ làm đơn ly hôn với cô, rồi trả cô về cho ba mẹ cô để mình đó dạy dỗ cô lại. Anh, em lỡ sai lần này, anh tha lỗi cho em đi mà. Đúng ra, tôi nói cho cô biết, tôi không có loại vợ gian xảo như cô. Cô đi về cuốn gói rồi tôi chở cô về bên đó để cô tự suy nghĩ lại những gì mình đã làm. Đi về mẹ. Đi con. Chở bác về đàng hoàng nha mày. Ừ. Ồ, anh Tính, hay là anh nói với anh Tú á, năn nỉ là bỏ qua cho ung thư đi, tội nghiệp nó lắm. Cô còn dám lên tiếng xin nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi chưa đưa cô lên phường tận cấp ăn chợ là may đó. Bởi vì chính cô lấy còn đổ quan cho tôi nữa. Còn Thư, nếu ngay từ đầu á, em cứ nói thẳng với mẹ em chia sẻ, thì mọi chuyện không tệ tới như thế này. Có nhiều cách để giải quyết mà. Còn bây giờ thì thua rồi, anh cũng cứu em được. Còn cô á, sau này nên sống cho đàng hoàng. Nên nhớ, tôi là Tính shipper, và với Tính shipper thì không có gì là khó. Kể cái chuyện lật tẩy mấy người. Còn bây giờ thì bye bye, no see you again.